Chào mừng quý vị khán giả, các bậc phụ huynh và các bé đang đến với chương trình Chuyện kể cho bé ngày hôm nay. Chuyện kể cho bé là một chương trình kể chuyện cho bé yêu được phát trực tiếp trên fanpage Live Channel vào lúc 21 giờ thứ hai và thứ năm với những câu chuyện cổ tích thú vị, bổ ích sẽ được kể thay cho lời ru của mẹ giúp cho các bé ngủ ngoan hơn. Qua mỗi chuyện cổ tích được kể, các bé sẽ được học những bài học bổ ích có tính giáo dục rất cao. Vì chương trình được phát trực tiếp nên các mẹ có thể vừa xem vừa nghe chương trình cùng với các con và vừa có thể comment đặt câu hỏi, chia sẻ với chương trình và những người dẫn chuyện cũng sẽ trả lời trực tiếp. Đồng hành cùng các bé trong chương trình sẽ là cô Mặt Trăng và các cô Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ và Sao Mộc sẽ mang đến những câu chuyện nhẹ nhàng theo các bé vào giấc ngủ mỗi đêm. Chương trình rất hữu ích với các mẹ có con nhỏ từ 2 cho đến 4 tuổi và ở độ tuổi mà các bé cần nghe mẹ ầu ơ những câu chuyện thú vị, bổ ích với những âm thanh nhẹ nhàng sẽ nuôi dưỡng tâm hồn của các bé, giúp cho các con trở thành những công dân tốt sau này. Ngoài việc đặt câu hỏi, chia sẻ trong comment dưới video được livestream của chương trình, các mẹ còn có thể góp ý, đề xuất những câu chuyện mà các mẹ và các bé thích cho chương trình qua website livechannel.vn. Câu chuyện nào được nhiều mẹ đề xuất nhất sẽ được chương trình chọn kể ở những số phát sóng tiếp theo. Quý phụ huynh và các bé thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì cô Sao Kim cũng sẽ kể cho các bé câu chuyện Cừu Non và Cá Con. Các mẹ và các bé hãy cùng lắng nghe nha! Ngày xưa, có hai anh em nhà kia. Mẹ mất sớm, hai anh em phải ở với dì ghẻ. Mụ chẳng thương gì con chồng cả. Mụ tìm mọi cách để hành hạ hai đứa bé. Cách nhà không xa, đó là một cái ao, rồi đến một bãi cỏ. Hai anh em đã cùng với trẻ con hàng xóm chơi đuổi bắt, vừa chơi, chúng vừa hát. Này sen hỡi, sen ơi, ta để người sống sót, người móc thóc cho chim, để chim móc rơm rạ. Ta đem cho bò ăn, bò no căng cho sữa, ta nhào bột đưa lò, bác thợ làm bánh cho, mèo ăn no bắt chuột, chuột nhắc trèo hàng rào, cắn đứt dây chuột chạy. Đám trẻ cứ đứng thành vòng tròn và vỗ tay vừa đếm rồi vừa hát. Chữ đứt dây rơi vào ai thì người đó lại chạy ra khỏi hàng. Những đứa trẻ khác lại theo để đuổi bắt. Các bé biết không, khi mà nhìn qua cửa sổ thấy đám trẻ nô đùa vui vẻ thì dì ghẻ lại càng bực mình hơn. Vốn biết phép thuật của phù thủy nên là mụ dì ghẻ đã phù phép biến bé trai thành con cá con và bé gái thành con cừu non. Cá con lúc này lại buồn rầu, lặng lẽ bơi đi bơi lại trong ao. Còn con cừu non thì buồn rầu cũng không kém, đi đi lại lại trên bãi cỏ nhưng chẳng hề đụng tới một ngọn cỏ nào cả. Rồi một thời gian dài trôi qua, một hôm có khách tới chơi thì mụ dì ghẻ độc ác kia lại nghĩ dịp mày đã đến. Mụ đại gọi ngay đầu bếp lại và mụ bảo như thế này: ra ngoài kia, ra ngoài bãi cỏ ấy, bắt con cừu vào làm thịt cho ta, hôm nay chẳng còn gì đãi khách cả. Lúc này thì nghe lời, đầu bếp liền dắt con cừu vào bếp, trói bốn chân lại mà chẳng hề thấy con cừu cựa quậy gì cả. Nhưng vừa mới rút dao ra liếc vào đá cho đến sắt để chọc tiếp thì cừu bèn nói với bác đầu bếp. Lúc này thì bác nhìn thấy một con cá bơi đi bơi lại trong rãnh nước ở cống, thỉnh thoảng lại ngoi lên ngước nhìn bác. Khi thấy thì bác đầu bếp dẫn con cừu đã đi xa, con cá liền lách theo lạch nước vào tận trong nhà.
Lúc này thì đang mải nhìn con cá thì bác bỗng nghe tiếng người nói vào: "Anh ở trong ao sâu, biết đâu em đau khổ." Bác đầu bếp liếc dao, chọc cổ em làm thịt. Cá con lại liền đáp: "Em gái anh nơi nào, biết anh bao phiền muộn." Nghe thấy cụ nói những lời buồn tủi với con cá, lúc này thì bác đầu bếp giật mình sợ hãi. Bác liền nghĩ, có lẽ đây không phải là cừu mà là người đã bị mụ chủ nhà độc ác phù phép hóa thành cừu. Định thần lại, lúc này thì bác mới nói rằng: "Các bé có tò mò là bác đã nói gì không nào?" Bác đầu bếp đã nói như thế này: "Cứ yên tâm, ta không làm thịt ngươi đâu." Lúc này bác bắt một con heo để làm thịt để đãi cho khách, còn cừu thì dẫn tới gửi ở nhà một bà nông dân tốt bụng. Bác kể cho bà nghe những điều tai nghe mắt thấy. Nghe chuyện thì bà biết ngay đó là ai, vì trước kia bà là vú nuôi của gia đình hai em bé. Bà dẫn cừu đến chỗ một bà đỡ đầu. Bà đọc thần chú xong thì cừu và cá lại hiện nguyên hình thành người. Sau đó bà dẫn hai anh em tới một căn nhà nhỏ ở giữa một khu rừng lớn. Lúc này hai anh em sống ở đó lẻ loi nhưng yên ổn và sung sướng. Qua câu chuyện cừu non và các con, chúng ta cũng biết được rằng các bé phải sống yêu thương nhau, nhân từ và biết giúp đỡ người khác, không nên độc ác như dì ghẻ trong câu chuyện các bé nhé. Đó là một việc làm không tốt đâu. Các bé phải biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù là hai anh em ở hai nơi sống khác nhau, đó là trên bãi cỏ và dưới ao nước, nhưng hai anh em vẫn yêu thương nhau hết mực, mặc dù đã biến thành cừu non và cá con đấy các bé. Còn bây giờ các mẹ có câu hỏi hay đề xuất câu chuyện nào thì hãy chia sẻ trong phần comment dưới video đang được livestream của chương trình để cô Sao Kim có thể giải đáp trực tiếp cho các mẹ nha. Các bé thân mến, và bây giờ cô Sao Kim đã nhận được một câu hỏi rồi đây. Vì sao dì ghẻ lại hay ghét con chồng đến vậy cô? Câu hỏi này thì cô Sao Kim cũng trả lời cho các bé là vì mụ dì ghẻ không có sanh ra những đứa con nên là đã ghét những đứa con chồng, và do là dì ghẻ thì không bao giờ yêu thương con chồng cả. Dì ghẻ là mẹ sau của hai anh em cừu non và cá con đấy các bé. Còn bây giờ thì cô Sao Kim đã nhận được một câu hỏi nữa rồi đây. Cô Sao Kim ơi, vì sao người ta không đặt cho chuyện này một cái tên khác mà đặt tên cho chuyện là cừu non và các con vậy cô? Cô Sao Kim cũng trả lời câu hỏi của một bé như sau. Vì khi hai em bé là người anh và người em gái bị biến thành cừu non và cá con nên câu chuyện này có tên là cừu non và cá con đấy các bé. Còn bây giờ là một câu hỏi từ ba Minh đây. Nếu cừu và cá có thể nói chuyện được, khi bắt đầu bếp biết chúng bị bắt rồi bắt chúng làm thịt, vậy tại sao con heo không thể nói được vậy ạ? Chúng đều là con vật mà cô. Các bé biết không, vì cừu non và cá con đã bị mụ dì ghẻ ác độc kia phù phép nên mới biến thành cừu non và cá con thôi. Chứ hai người anh em họ vẫn là con người đấy các bé. Còn con heo kia là con vật nên con vật này thì không biết nói chuyện. Còn bé nào hay mẹ nào còn câu hỏi nữa không? Có thể là comment dưới phần livestream của chương trình, cô Sao Kim cũng sẽ trả lời trực tiếp. Các mẹ và các bé đừng quên là chúng ta còn có thể đề xuất câu chuyện mà các mẹ và các bé thích bằng cách truy cập vào website livechannel.vn, và câu chuyện nào có nhiều mẹ đề xuất nhất sẽ được chọn phát sóng trong chương trình số tiếp theo đấy nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn các mẹ và các bé đã lắng nghe và chia sẻ cùng với chương trình. Cô Sao Kim chúc cho các bé ngủ thật ngon và có giấc mơ thật đẹp. Các mẹ và các bé thân mến, tập tiếp theo chúng ta cũng sẽ được nghe câu chuyện Sự Tích Mèo và Chuột,
Các mẹ và các bé nhớ đón xem nha. Hẹn gặp lại các mẹ và các bé trong chương trình Chuyện kể cho bé được phát trực tiếp vào lúc 21 giờ ngày thứ hai và thứ năm trên fanpage Like Channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bé ngủ thật ngon và mơ thật đẹp.